đó và ta còn bỏ thịt chứ hồi đó ta đâu bỏ thịt. Dạ. Hồi đó bánh trống á là người ta làm trong bột mà. Bột, khoai rồi nó phải muôn rồi đấy. Dạ. Với cái bột nó cứng lắm, nó đâu có xốp như dạ. Bột bánh giác này. Dạ đúng rồi. Bột nó cứng. Bột kia cứng. Không biết nó làm bằng bột gì mà bột cứng. Thôi khỏi đi, tại sợ thiếu bột quá. Một ngày là mình làm khoảng bao nhiêu ký bột cô? Cái này là cô ngâm gạo à, cân ký. Dạ, khoảng bao nhiêu ký gạo cô? Gạo với đồ làm đâu khoảng chừng 15 ký. Dạ. Chỉ mình làm cái cỡ 100 cái không? Đâu, mấy trăm cái. Mấy trăm cái. Bao nhiêu trăm cái. Dạ. Mình làm biết quen mà có nhà mà mình không làm cái mình buồn ha. Nhà là không bán, cầm lớn thì cũng bán. Cô Tết đó mình có ấy không? Tết là nghỉ từ bữa mùng 1 tới bữa mùng 5. Dạ. Bắt đầu mùng 6 mới bán. Nghỉ đó thôi ha. Nghỉ ăn Tết. Nghỉ đi đâu chị? Hả? Nghỉ đi đâu không? Tết đó, nghỉ ở nhà mà. Dạ, đâu có đi đâu, đâu hả? Không. Ở đây quê, còn đi đâu quê nữa phải không? À. Lâu lâu mình đi châu Âu rồi mình chơi. Làm năm mình để thực tiền mình đi châu Âu rồi. Có đi đi là chỉ có đi vô Campuchia thôi. Dạ. Tại vì bên ngoại bên đó là đi qua đó. Dạ. Chơi thôi. Chứ còn mấy là đi Đà Nẵng, Hà Nội rồi đó. Dạ. Tại vì có mình đi vé máy bay mà có nhiều con làm trong đó. Dạ, dạ. Để làm đi cũng tiền. Mà nó chưa đi hoài mà nó biết đi. Năm nay nó nói thằng đi Trung Quốc chơi.